Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Thanh niên ngáo đá cướp xe ô tô chạy từ Hà Nội vào Hà Tĩnh, trèo lên mái nhà dân, nhảy nhót la hét. Ngày 1 tháng 12, lãnh đạo công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng ngáo đá gây mất an ninh trật tự và là kẻ cướp giật tài sản. Theo đó, ngày 30 tháng 11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện một chiếc ô tô màu đen nhãn hiệu Hyundai Accent mang biển kiểm soát 30F68337 điều khiển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người dân xung quanh. Nhận định lái xe có biểu hiện tâm thần hoặc sử dụng chất kích thích nên công an thành phố Hà Tĩnh nhanh chóng tổ chức lực lượng để ngăn chặn. Khi lực lượng công an tiếp cận khống chế phương tiện, đối tượng đã bỏ chạy và trèo lên mái nhà dân, liên tục nhảy nhót la hét và nói những lời khó hiểu. Sau khoảng 1 giờ, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ trong trạng thái ngáo đá nặng, không kiểm soát được hành vi. Liên tục có những hành động lời nói ảo tưởng, có thái độ không chấp hành, chửi bới lực lượng chức năng. Qua điều tra xác minh, đối tượng là Nguyễn Hải Long, sinh năm 1990, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Long là đối tượng nghiện ngập, ngáo đá nặng và đã có tiền sự về chống người thi hành công vụ.